Hello, xin chào mọi người. Bây giờ mình sẽ xin phép được review với các bạn một cuốn sách mà mình thấy vô cùng tâm đắc trong tháng vừa rồi mình có đọc. Đó là cuốn sách Thành công trong kinh doanh và cuộc sống của Shark Robert Hazovic, nằm trong bộ 6 cuốn American Shark Tank do Bizbook xuất bản. Tại sao mình lại review cuốn sách này mà không phải là những cuốn sách khác, và cũng là tại sao mình review cuốn sách này mà không phải là 5 cuốn sách còn lại? Lý do đầu tiên đó là mình, nếu như bạn đã từng theo dõi chương trình Thương vụ bạc tỷ Shark Tank của Việt Nam thì bạn sẽ rất là thích thú, hoặc là bạn có thể ở đây thấy rằng là tại sao mọi người có nhiều ý tưởng kinh doanh như thế và làm như thế nào để có thể pitching thành công một cái dự án kinh doanh, và thậm chí là các bạn có thể đã nuôi nấng một cái niềm đam mê để thực hiện cái việc kinh doanh. Thực ra thì cái chương trình này là một chương trình truyền hình thực tế được mua bản quyền của nước ngoài, và cái chương trình này được biết đến nhiều nhất đó là cái chương trình của Mỹ, tức là Thương vụ bạc tỷ của Mỹ, American Shark Tank ạ. Mình theo dõi chương trình này nhiều hơn cả chương trình của Việt Nam. Thì cái chương trình này mình có một cái cảm giác đó là ôi trời ơi, sao họ kiểu sáng tạo ra như vậy? Tại sao mà, và những cái vị Shark ấy, họ đưa ra những cái nhận xét vô cùng thú vị. Và mình thấy các Shark Tank thì vô cùng là cá tính. Mỗi một người có một cá tính rất là rõ nét, thậm chí họ còn cà khịa cả chính cái người lên pitching một cách không thương tiếc. Nó là một cái văn hóa rất đặc biệt. Và trong những cái vị Shark này thì mình có ấn tượng nhất đó với là một vị, đó là Shark Robert Hazovic. Bởi vì ông có một cái sự điềm đạm, có một cái cảm giác rất là bao dung, và mình cảm thấy ông điềm đạm như cái phong cách của người châu Á mình hơn là những cái Shark khác, đặc biệt là Shark Kevin O'Leary, vì ông rất hay cà khịa thí sinh. Thì mình thích cái cảm giác đấy, mình thích cái tính cách của ông. Và mình trong 6 cuốn sách, trong 6 cuốn trong bộ American Shark Tank thì mình đã lựa chọn cuốn của Robert Hazovic, và cái tiêu đề của nó thì vô cùng hấp dẫn với mình: thành công trong công việc kinh doanh và cuộc sống, là những ước mơ mà mình đang mong muốn thực hiện cả công việc kinh doanh hiện tại và trong cân bằng với cuộc sống hiện tại. Thì trong cuốn sách này nói đến những điều gì? Đây là một cuốn sách rất là dày mà viết về những cái câu chuyện nhỏ của tác giả, nhưng sau mỗi một câu chuyện đấy thì đó là những bài học mà ông đã đúc kết được và mong muốn được truyền tải đến những cái người đọc của mình, để họ có thể rút ngắn hơn cái con đường để đến thành công mà ông đã từng làm được. Ấy, ông là một trong những người nhập cư, ông là người Mỹ, ông là người người Canada, nhưng gia đình ông cũng là một gia đình nhập cư đến Canada, và sau đó thì thành công ở Canada, và ông tiếp tục trở thành cái vị huấn luyện viên, cái vị giám khảo, cái vị Shark, cái vị nhà đầu tư trong chương trình của Mỹ. Và ông kể những cái câu chuyện từ cái thời điểm mà mới bắt đầu, kể những câu chuyện về gia đình, kể những câu chuyện và bắt đầu tham gia vào kinh doanh, những công việc đầu tiên như làm bồi bàn, những công việc tiếp theo như là làm trong một cửa hàng thời trang, cho đến khi mà ông có cái ý tưởng kinh doanh của mình, thực hiện nó, cho đến khi mà nhân rộng, mở rộng cái quy mô kinh doanh, và tiếp tục là đến quá trình bán cái doanh nghiệp của mình. Trong quá trình thực hiện đấy thì cái việc tài chính như thế nào, nuôi cái sự nhiệt tình của bản thân ra làm sao, cân bằng công việc kinh doanh cuộc sống như thế nào, và thậm chí ông có nhắc đến người vợ của mình. Và đó là những cái yếu tố mà mình thấy rất là thích thú, và mình thấy nó, mình cảm giác như đó là một con người thật đang đứng trước mặt mình và kể những câu chuyện thật, thay vì là những cái câu lý thuyết suông ấy, thì đây đó là những cái bài học thực tế. Và cho dù là đôi khi là cảm giác như cái phong cách của họ nó rất là thẳng thắn ấy. Họ nói là bạn có thể làm gì tùy bạn, đây là cách của tôi và tôi đã thành công như thế nào, thì bạn có thể nghe hoặc không nghe. Một trong những cái câu chuyện mà mình có thể kể, mình thấy tâm đắc, đó là ông nói rằng là cái việc kinh doanh nó giống như một cái cuộc chạy đua marathon, và cái việc mà khởi nghiệp thì nó giống như việc chạy nước rút. Cái này mình thấy nó dễ hiểu. Tại vì sao? Tại vì ông bảo rằng là ví dụ như khi mà bạn vừa mới khởi nghiệp thì cái việc đầu tiên bạn làm là phải làm nhanh nhất có thể để chiến thắng được cái thị trường, để có được cái thị trường đó, thì nó cần phải là chạy nước rút. Còn khi mà bạn đang tiến hành thực hiện cái doanh nghiệp đấy, mở rộng quy mô ra, nuôi nấng nó trở thành một cái tập đoàn, thì nó là một cuộc đua đường dài, một cuộc chạy marathon. Và bạn cần phải làm rõ được hai cái điều này: khi nào cần phải chạy nước rút và khi nào cần phải có sức bền đi đường dài. Thêm vào đấy nữa, ông cũng có một cái sự so sánh khá là thú vị giữa cái việc là những người làm kinh doanh thì giống những người quân nhân ở điểm gì và khác ở điểm gì, và tại sao những người quân nhân thành công, những người chiến sĩ thành công thì lại không phải là những người làm doanh nghiệp thành công. Và ông kể rằng là họ cùng nhau giống là một cái niềm kiểu tin sắt đá để thực hiện cái mệnh lệnh của mình, thực hiện những cái tầm nhìn sứ mệnh của mình. Và họ có những cái niềm tin đến điên cuồng mà không thể thay đổi được. Và thậm chí là họ làm sai nhưng họ tiếp tục tin và làm điều đấy. Và mình thấy cái điều đấy rất rõ với những cái vị quản lý của mình. Và câu chuyện tiếp theo đó là
tại sao mà những người quân nhân đấy không thành công? Tại vì là những người quân nhân, những người chiến sĩ thì họ làm trong một cái tổ chức và với cái sứ mệnh, những cái mệnh lệnh từ cái đất nước của họ và hy sinh hoàn toàn vì đất nước của họ. Nhưng mà với cái doanh nghiệp thì nó không như thế, nó đang hy sinh trong một cái tầm nhìn của người lãnh đạo. Và nếu khi nào bạn không làm được cái tầm nhìn của người lãnh đạo, tầm nhìn của cái doanh nghiệp đấy đồng lòng được với cái tầm nhìn của cá nhân ước mơ, thì rất khó để có thể doanh nghiệp đấy đi cùng nhau, doanh nghiệp đấy có thể phát triển được hơn. Trong câu chuyện đấy, ông có nhắc đến người vợ của mình, khi ông là người kiểu rất hay suy nghĩ và nghĩ rằng là đâu là điểm mạnh của mình, đâu là điểm yếu của mình, thì người vợ của ông chỉ ra những cái điểm đấy. Và ông là một người rất thú vị, kiểu hay đi làm những khảo sát nhỏ nhỏ và được nghe từ chính người vợ của mình. Thì bạn có thể làm như thế, từ những người bạn bè của mình, hãy lắng nghe xem họ nghĩ gì về mình để mình từ đấy có thể thay đổi. Trong cái cuốn sách này nó sẽ còn kể đến rất nhiều những cái câu chuyện khác, như là việc là nhận ra cái món hời ngay khi bạn thấy nó, đó là cái cơ hội kinh doanh á. Khi bạn thực hiện nó thì phải làm thật nhanh, biết nó thì phải làm thật nhanh, trân trọng cái giá của thành công là chính mình chứ đừng là người mà bạn nghĩ là mình, đặt mình vào vị trí của những nhà đầu tư. Tác giả có kể về những cái thương vụ mà ông làm trên truyền hình á, và những cái người pitching đấy thì họ nghĩ cái gì đó, họ nghĩ rằng là họ có một ý tưởng là họ rất là thành công rồi, họ nghĩ tưởng là họ giỏi, thực ra họ đã không có gì ngoài ý tưởng đấy cả. Nhiều khi những nhà đầu tư họ đồng ý cho một ý tưởng điên rồ bởi vì cái sự nhiệt tình của cái người người pitching đấy, họ thể hiện được cái lòng nhiệt thành. Và với người này thì dù có thể ý tưởng này không thành công nhưng họ sẽ thành công ở một ý tưởng khác. Thì hãy thể hiện được những cái điều mà nhà đầu tư muốn ở bạn: một đội nhóm thành công, một con người thành công, một con người nhiệt tình, một ý tưởng đủ tốt và một sức bền để chạy một cái cuộc đua marathon, và một cái sức bật để làm một cuộc đua nước rút. Và trong cuốn sách này sẽ còn rất là nhiều những cái câu chuyện hay khác, thì các bạn hãy tìm đọc trong cuốn sách Thành công trong công việc, kinh doanh và cuộc sống của Robert Hazovec, trong bộ 6 cuốn American Shark Tank. Và nếu có dịp thì mình sẽ tiếp tục review với các bạn cuốn sách khác trong cuốn American Shark Tank đấy nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.